Và như vậy là trận đấu giữa Sông Lam, Nghệ An và Quảng Nam đã chính thức được bắt đầu. Bóng được treo vào trong, bắn cắt đánh đầu. 1-0 cho câu lạc bộ Quảng Nam ngay ở phút thứ 6 với pha lập công của trung vệ Stephen Eze. Khá hay, cơ hội cho đội chủ nhà đưa bóng sang, dứt điểm. Xua tay rồi, Rafael Sanchez giơ tay. Khá tốt, Olaha dứt điểm. Số 7 đã mở tài khoản tại Night World Vinicport 2023-2024. Và xuống biên tốt, xâm nhập vào trong, căng ngang. Chủ nhà đã lội ngược dòng thành công cho tới lúc này. Nỗ lực móc bóng của Hoàng Vũ Sao Sơn. Và như vậy là trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền. Đình Bắc và Văn Việt. Đình Bắc! Đó là pha xử lý của Nguyễn Văn Việt, cầu thủ màu áo số 14 được tung vào sân để thay thế cho đội trưởng Trọng Hoàng. Ola! Hoàng Hưng người cũng đã có một cơ hội rõ rệt nhưng không thể thắng được Văn Việt. Khá tốt, cố gắng xoay trở, dứt điểm. 3-1, 7 bàn thắng rồi. Một trận đấu cởi mở cho tới lúc này. Liên tục là những sự nhầm lẫn, không thể thay người. Nguy hiểm, dứt điểm không vào. Stephen Eze xin bóng. Eze. Không thể tin nổi và người ghi bàn lại là Stephen Eze. Và ném biên của Đinh Bắc. Eze, nguy hiểm không vào. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên từ trọng tài Không Tam Phương. 4-1, một kết quả không thể tin nổi.